Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop bán phụ kiện săn bẫy, phụ kiện đồ chơi nhá. Giới thiệu với anh em một cái lô hàng, đó là mẹt bẫy đa năng, mẹt bẫy bìm bịp này, mẹt bẫy chim săn này nhá. Đầu tiên đó là cái mẹt bẫy bìm bịp. Mẹt bẫy bìm bịp này thì nó là dạng mẹt vuông nhá. Cái này tôi vừa lô hàng mới nhập được đây các bác nhá. Tôi vừa giới thiệu này, tôi vừa nói để các bác nắm được. Ai chả cặp cái kéo này thua rồi, khổ quá. Cái mẹt này ấy, là cái mẹt dạng vuông các bác nhá. Số đo của nó là 1:60. Đấy, cái mẹt này anh em hay gọi là mẹt vuông 60 nhá. Lô hàng này thì là lô hàng làm bằng lưới thủ công ấy. Còn lô trước thì có giới thiệu cho anh em đó là bằng lưới dệt, lưới công nghiệp. Còn lô này là bằng lưới thủ công, lưới đàn tay luôn đấy nhá. Đây là tay nó thủ công ấy. Rồi. Rồi các bác nha. Clip trước tôi giới thiệu cho các bác đó là một lô bằng cái lưới màu xanh. Đó là lưới gọi là lưới công nghiệp, lưới dệt sẵn nhá. Cái lô hàng này thì sẽ là lưới thủ công này, lưới đan tay này. Chất liệu thì vẫn là bằng thép nhá, bằng thép có sơn màu xanh bồ đội để tạo ra tính ngụy trang nhá. Cái này thì chủ yếu gọi là mẹt bẫy đa năng, bẫy bìm bịp thì là hiệu quả nhất, nhưng mà bẫy được nhiều loại khác. Đây này, các bác xem này. Đấy. Lưới này ấy, là lưới đan tay màu ghi, màu ngụy trang. Cái mắt lưới này ấy, thì nó là, các bác nhìn kỹ nhá, một cái mắt lưới tạo thành có 4 cạnh này, thì mỗi một cạnh này ấy, nó là 3 phân. Là 3 phần đấy nhá. Đấy. Hàng ship sale đây đi toàn quốc nha các bác nhá. Giá thành thì là 350 một cái, như hôm trước nói rồi. Lò xo thép AC cực là mạnh luôn. Đấy nhá. Đây lên cò này. Rim thì sẽ trực tiếp vào đây nhá. Các bác tìm trực tiếp vào đây. Hệ thống cầu tử đây nha các bác nha. Rồi đây là cái mẹt bẫy đa năng nha các bác nhé, mẹt bẫy vuông, mẹt vuông này thật đây. Số lượng hàng có rất là nhiều, hàng ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền người giao hàng nhé. Ngoài mẹt đa năng ra thì có cả mẹt bẫy chim săn, mẹt bẫy chim săn mồi nữa các bác nhé. Mẹt bẫy chim săn mồi thật ơi em ơi. Dạ. Em cầm anh mấy con chim bị mồi giả đây. Đây là mẹt bẫy chim săn nhá. Lưới cũng là lưới cao cấp, lưới hàng đan tay đấy nhá. Đan tay này. Cái mẹt này, mẹt chim săn này sẽ đắt hơn mẹt kia các bác nhé. Mẹt này là 450, mẹt kia là 350, mẹt này là 450. Đây cầu tử đây. Đây nha các bác nha. Lưới là lưới giặt tay. Thông báo các bác là shop đã có lô hàng về mẹt bẫy đa năng nhá. Đối với này, cái mẹt chim săn này, em vào em cầm lên đồng xu. Cầm đồng xu, đồng xu. Các bác mua mẹt vuông, bẫy bìm bịp thì các bác sẽ mua kết hợp với con mồi giả này nhá. Con mồi giả. Nha, con mồi giả. Cái mẹt vuông này bẫy bìm bịp thì có thể các bác bẫy bằng mồi giả hoặc bẫy bằng mồi ăn. Bẫy là mồi nào cũng được nhá. Thế còn bẫy chim săn thì tốt nhất là các bác dùng mồi là chuột bạch thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đây mình để ở dưới cái cầu tử này nhá, dưới cầu tử này lên lò xo này. Còn cái cách lên lò xo, cách dùng ấy thì tôi đã có cái clip hướng dẫn chi tiết cho các bác ở clip trước rồi nhá. Clip này là thông báo cho các bác là có lô hàng mẹt bẫy đa năng, mẹt bẫy bìm bịp, mẹt bẫy chim săn nhá, đã cập bến shop. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá.
hàng luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhé.